Chị gái có hành động xử trí cực thông minh khi em út hốc dị vật. Bố mẹ xem lại camera mà mát lòng, mát dạ. Mới đây, một số diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống bé gái hốc dị vật được chị gái cứu sống trong tích tắc, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Theo đoạn clip ghi lại, ba chị em đang chơi cùng nhau ở nhà. Lúc này, em gái út có biểu hiện bất thường như mắc nghẹn ở cổ, nên nhờ chị cả lấy nước uống. Tuy nhiên, sau khi uống nước, tình trạng của em gái út vẫn không đỡ hơn, thậm chí cô bé tỏ vẻ khó chịu, ngồi thụp xuống sàn nhà và bắt đầu bật khóc. Phát hiện sự việc bất thường, chị cả vội hỏi han tình hình và được biết em gái đang bị hốc dị vật. Lúc này, chị cả vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nhanh chóng thực hiện động tác Heimlich đẩy bụng cho em út. May mắn, rất nhanh sau đó, cô em út đã trở lại trạng thái bình thường vì dị vật đã được lấy ra. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự thông minh, bình tĩnh của người chị cả, dù rằng cô bé cũng còn khá nhỏ tuổi. Bé út hình như hốc cục nước đá viên, bé chị giỏi, biết xử lý tình huống, không hoảng loạn, ba mẹ đã giáo dục tốt và bé đã tiếp thu tốt. Tuyệt vời, bố mẹ đã dạy kỹ năng sinh tồn cho con cái từ rất sớm, kỹ năng và thái độ rất tốt, xứng đáng làm chị cả. Bố mẹ đã giáo dục các em kỹ năng sinh tồn và tự lập cao, các phụ huynh có con nhỏ cũng nên học hỏi. Điều này thật sự quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.